Hôm nay ngày mùng 8 tháng 5 thì em test đôi loa Victor Vezo 30FX cho bác ở Hà Nội. Thì em giới thiệu sơ qua về đôi loa này. Đôi loa này là sở hữu bát 3 lượng tiếng, bát 25. Một chung đôi một chép đôi, có tùy chỉnh loa mid và loa chép. Nó rất là đẹp. Chung là rất là vuông vắn. Con này nặng 316 kg một thùng. Thùng kín nhé, thiết kế thùng kín. Củ loa rất là gấu. Từ loa bát, loa chung, loa chép đều là làm châm kép hết. Và khung đúc nguyên khối luôn. Rất là nặng. Đấy. Về ê căng lưới của nó cũng rất là đẹp. Rất là mới. Có chiều ngang của nó là 31, chiều sâu là 32 và cao là 55 cm. Con này có trở kháng của nó là 6 ohm. Công suất 120W, rất là dễ ghép âm đi. Đánh ta thì là nhạc hát karaoke thoải mái. Bát của nó là màng giấy gân vải. Bên đây rất là mới và trưng bày rất là đẹp. Thì em sẽ tiếp một bản nhạc trường vũ cho các bác nghe về cái chất âm của nó. Vì lời
lời nói mến nhau qua nụ cười, dặn dò thêm lần cuối sách đen cho mẹ em lưu bút ghi vài nước ngày lành thăm sau hai mươi chiếc xe màu chờ đám cưới cô dâu cài hoa trắng sang cầu ta nhìn nhau tia mắt trao một hôn ba các bác đã xem video, các bác hãy like và đăng ký kênh giúp em. Có sản phẩm mới em lại đăng lên. Cảm ơn các bác. Chúc các bác một ngày mới vui vẻ.